Thầy ơi, có nhiều bạn hỏi căn chia bài là sao và lấy được bài như thế nào, thời gian ra nghề là bao lâu? Sáng nay bác Tuấn cũng chia sẻ cùng cả nhà, có nhiều anh em đặt cái câu hỏi lắm. Anh Tuấn ơi, cho em học cái căn chia bài mà chia em lấy liên á, rồi em cho học cái em cái căn chia bài á, lấy sập sám á, rồi em có học cái chia bài lấy bài cào á, em chỉ có cần lấy được 4 mắt à, thì cần lấy 4 già hay là lấy được 3 tay thôi, em muốn cái căn chia bài. Thật ra cái căn chia bài này á, anh em không hiểu đâu. Mình phải học cái nền tảng từ ban đầu, học sóc bài trên sân trước, là bạn tập luyện 1 ngày 2 ngày trước, rồi tới căn xào bài, rồi mới xào sắp, mới trẻ bài, mới tới chia bài, thì cái ngón tay bạn cái hình thành làm quen với bài, tới mức độ tới chia bài thì cái tay mình rất là ok. Còn các bạn học tắt học ngang như vậy á, là chắc cả là 50% nó đạt kết quả thôi, còn bao nhiêu là nó chỉ dưới mức độ đó. Bởi vì học trực tiếp thì nó ok hơn, còn nếu học online là các bạn phải không có người thầy để chỉnh sửa, nên các bạn phải mua từng căn cũng được, mà nhưng hay mua trọn gói để mình thủ, mình biết lúc nào mình tập. Thì cái căn chia bài này á, là nó hay cái trường hợp nào mình chia bài là bính bài ít lá cũng được, mà bính bài nhiều lá cũng được, thì mình chơi tất cả là bài tiến lên, sập sám, xì dách, xì phé, bài gì cũng được. Nhưng bài mà bính chia hạ là sao? Hạ là bạn phải có ngón thứ 6 thứ 7 bạn mới điều khiển được lá bài nha. Còn nếu về chia thượng thì bạn biết đẩy lá bài đó từ lá bài lá thứ mấy mà để đạt tới cộng 3 lá bài mình cần lấy. Hai đó là gì? Là thời gian chia truyền thì bạn mới bính được cái căn sập sám tiến lên, bài này nhiều lá. Cứ như bộ bài nãy đang lộn xộn vậy đi, mình không biết bộ bài đi nha. Bây giờ mình bỏ bài xuống nè, thật ra mình không biết lá bài ở đâu trong bộ bài này. Bạn muốn điều khiển lá bài này về vị trí của mình thì bạn phải có dùng ngón thứ 6 thứ 7, bạn sử dụng 2 căn cùng lúc cũng được nha. Còn một bài bóc kéo lên đây sao ra vuốt cả nhà sư đưa coi đó. Như vậy thì mình sẽ cho các bạn xem mình chơi chia sập sám đi nha. Đó, sập sám mới đơn giản nha. Sập sám là gì? Mà sám thì phải chia hết lá các bạn nha, hết lá nha. Đó rồi, cái này là cái bí kíp nha các bạn. Đây là mình cho các nhà xem những lá bài mình lấy. Lá bài á, mình không cần lấy bài bằng lớn lúc, mà bạn lấy một cái đoạn để cho những lá bài nó tan đi. Bạn muốn sập sám bạn lấy 4 5 hay là 4 9 thì tất cả những cái thế bài nó bị tan hết. Đó là hơn là người ta gọi là chơi bài bằng cái tư duy nha, vừa kỹ năng mà vừa tư duy để điều khiển quân bài. Thì mình lại lấy là lá bài cho các nhà xem nha. Đây là 1 5 nè, 2 5 nè, 3 5 nè, 4 5. Mình bạn lấy 4 5 là bài này nó gác hết chân, bài này gác và bài này gác hết nha. Đó rồi, bây giờ hiện nay bạn thấy những lá bài của mình nha, nó cần không cần lớn nha. Đó, tứ quý gì? Tứ quý đơn giản thôi, không có gì hết nha. Tứ quý gì thôi đó. Tứ quý thùng không có thùng, cái này không tứ quý. Tứ quý thùng thôi, tứ quý thùng là đơn giản thôi đó, tứ quý thùng đó. Nhưng cái phần mình sẽ chắc cú này sao, mình sẽ bài này nó sẽ gác nè, thằng 3, thằng 4, thằng 6 nè, đúng không? Thằng 7 không có nè, vì thằng bồi không có nè, như vậy bài này sẽ gác nè, vậy là mình sẽ thắng được cái tụ này rồi. Đó, nó có thục đích không? Thua tứ quý mình à? Thua, đi vậy tứ quý mình đã lấy tứ quý 5 rồi, không còn ngồi đây nè, thằng 3, thằng 4 nè. Đó, nó tan nè. Nó tan bài hết trơn à. Nó tan bài hết trơn thì không có thể nào bạn điều khiển được lá bài mà bạn thấy được. Như bài này bên đây rất là lớn nè. Đó, nhưng lớn này cho là coi với bạn này lớn nè. Nhưng coi nó cũng không thắng được mình. Tại sao? Bởi vì ba lá bài này là ba cái này vô thì nó tứ quý nè. Vậy nó cụ đủ nè. Cụ đủ vậy nó cụ đủ có 2 đôi à. Cụ lũ giáp giáp. Cụ lũ giáp giáp thì sao thắng được mình? Đó, đó, cụ lũ giáp giáp sao thắng được mình? Cho nó đôi này dương đầu đi. Đó, sao thắng được mình? Đó. Thắng đừng chi. Đó, sao được? Đó. Thì nên anh em hiểu được nguyên bài á, là mình chơi bài á, mình sát mình tư duy để chơi bài. Còn bài đang lộn xộn mà mình lấy nha. Còn nếu mình cảm mình thấy được lấy bài mình lâu lâu mình để mình chơi mà để ăn chi với nhau thì mình quýnh gì, mình lấy cá già ấp gì đó thì tùy theo. Đó, mình quýnh được cái căn bài gì hiệu quả. Thì bữa nay bác Tuấn sẽ tiết lộ cho cả nhà xem là những cái căn bài này nên cần phải học. Mà học thì các anh em phải mua trọn gói 5 cái căn bài thì mới được cái combo này rất là ok. Bởi vì ai là học trọn gói 5 cái căn bài được là cứ được cái combo này sao? Bởi vì bạn được quýnh được cái căn gì? Bạn được quýnh được căn hạ nè, quýnh được căn thượng nè, được căn truyền luôn. Nó là 3 căn nó cùng một lúc. Mà có 5 căn bài mà cái căn chia không là nó 3 căn bỏ. Nếu mà đúng thật ra thì 3 căn này là 3 triệu. Nhưng mà mình ba mua combo mình chỉ 5 căn bài này gì? Là 5 triệu, mình giảm 1 triệu còn có 4 triệu, rất là đơn giản nha. Rồi, cả nhà xem cái bài lẩu xộn nha. Rồi. Rồi mình chia bài cho các nhà cả nhà xem. Bây giờ muốn điều khiển quân bài như thế nào nha. Rất là đơn giản, không khó vậy. Quýnh sập sám hả? Quýnh sập sám là đơn giản. Muốn lấy cái gì được, mình nhắm mắt qua tướng cũng lấy được, đừng nói nha. Thì không dòm tới luôn nè, thấy không? Không có gì đâu mà quýnh bài mà đâu phải cần đấy. Bây giờ nó là nguyên lý rồi. Đôi tay qua tướng là nó lưu đích với nhau rồi. Bạn có tin mình lấy được 4 mắt không? Rất đơn giản nha. Một ngắt nè, 2 ngắt nè, 3 ngắt nè, rồi 4 mắt nha. Đó, 4 mắt này cho cả nhà xem nè, quýnh ván bài nè, cụ đủ 7 nè,
ha. Từ 9 giờ đầu nè. Wow. Đó, bạn ăn giùm tôi đi. Mà cái căn bài đó đơn giản, bạn mua combo mà bạn mua combo 5 căn mà có 4 triệu à. 4 triệu mà được đựng những cái căn bài này, bạn về tập. Nói cho bạn mà tập đúng 1 tháng thôi. Ra là bào. Ok, rất là thoải mái luôn. Đó, bạn thấy không? Đó, bây giờ bạn cộng thứ bao nhiêu chi? Nhá, bạn cộng thứ bao nhiêu chi? Đó, mình lấy ra bài có thể như lấy xong là ta người đăng ta ký học ở đâu thế? Tự dặn luôn chứ. Đó, thì nếu anh em cảm thấy đam mê nghệ thuật này thì nhớ là bấm vào đường link bên dưới á nha. Thì mình có cái trang web bocatuong.vn nha. Thì cái nhà lít gia đình bên dưới, nếu anh học nhiều cái khóa học, nếu ưu đãi cho các bạn học một căn bài thì còn 500.000 nếu bữa nay nha, được ưu tiên cho cái nhà nha. Đó. Rồi, đó 5 căn bài này, nếu anh em mà cảm thấy được học 5 căn bài này nha, thì được gặp Bocatuong để một buổi tọa đàm nha. Mời cả nhà, chỉ một buổi tọa đàm thôi nha. Rồi, chào cả nhà.